Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta từ xưa thường có quan niệm không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Có những người sinh ra đã gặp may mắn. Tuy nhiên, có những người phải đánh đổi rất nhiều như mồ hôi, công sức, thậm chí là máu và nước mắt để có thể đánh đổi được tiền tài và sự nghiệp. Thậm chí có người hy sinh tất cả nhưng không thể nhận lại được gì do không gặp được thời vận. Có một số tuổi con giáp cứ nghĩ là vận mệnh cứ mãi trêu người. Thế nhưng, sau biết bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời, có ai lại ngờ được chỉ sau 2 năm nữa thôi, những tuổi này lại có thể có cơ hội đổi vận, một bước lên tiên, được thần tài chiếu cố và ban cho công thành, danh toại, tài lộc vượng phát. Vậy quý vị và các bạn liệu có thắc mắc đó là những tuổi nào mà lại may mắn đến như vậy? Và liệu mình có nằm trong số đó hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, sóng gió đã qua, thử thách cuộc đời dừng lại. Giáp Tý năm 1984 hay còn gọi là ốc đính chi thử, chuột trên nóc nhà, ngũ hành nạp âm thuộc kim. Theo đó, đây là con chuột của sự trái ngược. Học rất giỏi, kiến thức rất nhiều nhưng lại không thành công bằng con đường học vấn. Thiếu thời hay gặp tai ương, cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều, mệnh tiềm ẩn số phải làm con nuôi người khác. Rất thông minh, lanh lợi, cuộc sống từ trung niên trở đi thì nhiều thành công ngoài mong đợi. Số giàu, no đủ, thực phẩm dư giả, béo mầm như chuột nhà. Đại diện cho Giáp Tý là hình tượng của con chuột trên nóc nhà, tức là bản mệnh của Giáp Tý ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang. Tuy nhiên, việc phải trốn chui lùi của chuột nhà cũng hay ứng vào mệnh này. Trừ một số Giáp Tý không bị ảnh hưởng, còn đa phần các Giáp Tý sẽ hay dây vào những chuyện danh bất chính, ngôn bất thuận, cả trong cuộc sống gia đình từ đời bố mẹ lẫn cuộc sống cá nhân của bản thân sau này. Đây có thể coi là điểm trừ trong bản mệnh của Giáp Tý. Tài năng thiên bẩm của Giáp Tý nằm ở sự nhanh nhạy và sự dễ thích nghi. Họ nếu là người nhìn đâu cũng thấy cơ hội đầu tư, ngang dọc trái phải đều thấy cơ hội của công việc. Tính dễ thích nghi cũng giúp cho Giáp Tý có khả năng hòa đồng, nhiệt tình với đồng nghiệp xung quanh. Dù mức độ ưa thích không cao, lười biếng là tính cách thiên bẩm của chuột và cũng là tính cách thiên bẩm của Giáp Tý. Tính cách này khiến họ sẽ khó phát triển hết tầm của bản thân. Biểu hiện bên ngoài của Giáp Tý có thể là người trầm mặc, ít nói, nhưng thực tế nên hiểu họ là những quả núi lửa đang chờ thời thì đúng hơn. Họ rất dễ bùng nổ, bộc lộ cái tôi, bị kích động từ các nhân tố bên ngoài khiến bản thân không kiềm chế được cảm xúc. Nóng tính, nóng vội, nhanh nhẩu, quyết định nhanh chóng, nhất thời. Nhưng lại dễ chần chừ, bỏ lỡ cơ hội, thay đổi ngay điều vừa quyết định sau đó. Xem bói tử vi, những người sinh năm Giáp Tý 1984 là một trong những con giáp phát tài sau 2 năm nữa nhờ được thần tài ưu ái. Tuổi Giáp Tý là những người có tính cách phóng khoáng, hào sảng, tiêu tiền rất thoải mái mà không có chút tính toán chi li. Lại thêm lòng bao dung, luôn vui vẻ với mọi người nên dù đi đến đâu, con giáp này cũng luôn nhận được sự quý mến của người khác. Trong sự nghiệp, những chú chuột sinh năm 1984 rất nghiêm túc, luôn nỗ lực hết mình để phát huy bản thân. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ nên khó khăn vẫn ngáng trở trước mắt. Thế nhưng chỉ sau 2 năm nữa, mọi chuyện có thể hoàn toàn khác. Nhờ những cố gắng bền bỉ hiện nay, lại thêm tính cách đáng tin và năng lực sẵn có, đây sẽ là khoản tiền vốn mà con giáp này tích lũy để chờ đợi thời cơ bùng nổ. Trong vòng 2 năm tới, con giáp này sẽ trở thành người thành công, nhất là người làm về kinh doanh, buôn bán. Nhờ vậy sẽ sắm được nhà lầu, xe sang, đời sống khá giả, sung túc.
Bởi vậy, nếu đang gặp gian nan, vất vả ở hiện tại thì cũng đừng vội nản chí, vì cơ hội đang ở ngay trước mắt bạn. Hãy luôn cố gắng làm việc và nếu có cơ hội đầu tư kinh doanh thì cũng nên mạo hiểm một chút. Đôi khi một chút máu liều sẽ đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận khổng lồ. Khi đó, tiền bạc chắc chắn sẽ chảy về túi, công danh, lợi lộc sẽ nằm sẵn trong tay. Quãng đời sóng gió rồi cũng sẽ đi qua, thử thách cuộc đời rồi cũng sẽ dừng lại. Sự bình an, êm ả, hạnh phúc ngọt ngào dành cho người tuổi Giáp Tý sắp tới rồi. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. 2. Kỷ Tỵ sinh năm 1989, thời thế tạo anh hùng. Người tuổi Kỷ Tỵ mệnh Đại Lâm Mộc thường có tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và tốt bụng nên dễ có được thiện cảm từ mọi người. Họ là người ham học hỏi và có trí tuệ uyên bác nên gặt hái được nhiều thành công và luôn giúp đỡ mọi người. Họ có tính cách chân thành, can đảm và có thể chịu được thử thách khá lớn, không hề lùi bước trước khó khăn, dù trong cuộc sống sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, biến động và thị phi, nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua. Người tuổi Kỷ Tỵ mệnh Đại Lâm Mộc thường là người có được thành công, nhưng thường thành công đến muộn. Nếu sớm sẽ là những thành công trên đường học hành, khoa cử, nhưng sau đó cũng khá long đong. Tuy nhiên về sau này, họ lại có được sự cân bằng về sự nghiệp, tiền tài, gia đình, sức khỏe. Những người tuổi Kỷ Tỵ thường có được cả tài năng trong kinh doanh lẫn quan trường. Nhưng nếu ai bộc lộ tài năng sớm, thường vất vả và khó thành công hơn. Người nào tiến chậm sẽ chắc và dễ có được thành công tốt nhất. Có thể thấy, người sinh năm Kỷ Tỵ 1989 là những người thông minh, giỏi giang và có chí tiến thủ. Tham vọng của con giáp này là muốn thăng tiến thật xa để đảm bảo cho bản thân và những người thân một cuộc sống đủ đầy, thoải mái. Đặc biệt, con giáp này sẽ chẳng bao giờ chịu thua kém bạn bè. Chính vì thế mà dù làm bất cứ việc gì, họ cũng sẽ luôn nỗ lực để bản thân có thể đạt được những thành tích tốt nhất. Có câu, thời thế tạo anh hùng. Có thể nói, cái mà những chú rắn sinh năm 1989 thiếu hiện nay chính là một thời cơ thích hợp để bứt phá mạnh mẽ. Và điều mà họ mong chờ có thể đến vào 2 năm tới. Đó là thời điểm Kỷ Tỵ sinh năm 1989 phất lên như diều gặp gió. Có muốn nghèo cũng khó mà ngồi im được. Những người sinh năm này đa phần đều có máu kinh doanh, lại ham học hỏi. Sau một quá trình tích lũy, họ chắc chắn rằng sẽ đạt được những thành tựu đáng ghen tị. Hơn nữa, chẳng những vận trình tài lộc mà tình cảm cũng rất thăng hoa, mang đến tinh thần hứng khởi và vui vẻ cho con giáp này. Quả là song hỷ lâm môn. Nhưng hãy nhớ, trước khi đổi vận, bạn cần một quá trình tích lũy ngay từ bây giờ. Thời gian này, hãy cứ cẩn trọng, tỉ mỉ, vững tâm bước từng bước một và quan trọng là đừng bao giờ nản lòng, thoái chí. Làm được những điều đó thì mơ ước trở thành đại gia chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên, không có gì lạ khi người sinh năm Kỷ Tỵ 1989 lại nằm trong số các con giáp phát tài sau 2 năm nữa. 3. Giáp Tuất sinh năm 1994. Hôm nay ủ mưu, ngày mai bứt phá. Người sinh năm 1994, tuổi Giáp Tuất, tức tuổi con chó. Thường gọi là thủ thân chi cầu, tức chó giữ mình. Mệnh hỏa, sơn đầu hỏa, nghĩa là lửa trên núi. Sống như mọi người mệnh hỏa khác, những người tuổi Giáp Tuất mệnh sơn đầu hỏa là người nhiệt tình, sôi nổi. Trong mọi việc, họ thường rất hăng say, tích cực. Nếu bạn muốn cùng họ tham gia vào việc gì đó, chỉ cần bạn gợi ý, chắc chắn họ sẽ không bao giờ từ chối và làm bạn thất vọng. Nhiệt tình, sôi nổi nên cuộc sống u buồn, tẻ nhạt, tự kỷ luôn khiến họ khó chịu. Những người tuổi Giáp Tuất tác phong trong mọi việc đều lanh lợi, hoạt bát và có tốc độ hoàn thành nhanh. Mọi cử chỉ, lời nói, tư duy, hoạt động của họ đều mau lẹ như những phản xạ vô điều kiện trong sinh học. Tuy nhiên, tuổi Giáp Tuất nóng tính, giàu cảm xúc, dễ rung động, đa cảm. Thường khi họ nổi giận, phản ứng thường mạnh mẽ, khó kiềm chế, họ đỏ bừng mặt, nói lớn tiếng, gần cổ và mạch máu trên mặt đều hiện rõ. Tuy nổi giận là vậy, nhưng hôm nay có lẽ họ đã bình tĩnh trở lại và hết giận luôn. Đức tính của hỏa là quang minh, rạng rỡ nên những người tuổi Giáp Tuất thích làm những việc đường đường, chính chính, không thích giấu giếm, luôn thẳng thắn, trung thực trong công việc và tình cảm. Họ thông minh, ham học,
yêu thích đam mê nghệ thuật, thường có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất sâu sắc. Tác dụng của ngọn lửa trong trường hợp này là dọn dẹp sạch sẽ những gì vướng bận còn sót lại, tạo nên điều kiện canh tác cho con người. Nên trong một tập thể, tuổi Giáp Tuất hăng hái tiên phong, luôn truyền cảm hứng cho những người xung quanh, khiến những cộng sự của họ cảm thấy được hơi ấm, năng lượng và hoạt động hăng say hơn trong công việc. Sức ấm nóng có tính lan tỏa nên họ thường tốt bụng, luôn quan tâm tới những người xung quanh. Thế nhưng, nếu ở xa thì tốt, ở gần tất có cảm giác cấp bách, nóng bức, thôi thúc. Nếu làm bạn với họ, bạn nên có cách nào đó khiến cho suy nghĩ, nhịp sống và cảm xúc của họ dịu lại. Có thể thấy, đặc trưng của người sinh năm Giáp Tuất 1994 là rất năng động, tài giỏi. Vì có nhiều tài lẻ nên không bao giờ chịu an phận thủ thường, luôn hăng hái xông pha. Những ưu điểm đó giúp họ đi đâu cũng được mọi người yêu mến và hỗ trợ hết mình. Những mối quan hệ xã giao rộng mở còn tạo ra không ít cơ hội để con giáp này có thể phát triển sự nghiệp. Nhất là những người làm việc kinh doanh sẽ dễ dàng tìm được các mối quan hệ làm ăn tiềm năng hơn. Song cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Quá trình thăng tiến của con giáp này chưa thực sự thuận lợi ở thời điểm hiện tại. Thời gian này là thời gian dành cho các bạn Giáp Tuất ủ mưu, tính kế làm giàu. Hãy lên kế hoạch rõ ràng, đặt mục tiêu chi tiết. Mọi thứ sẽ sớm vào guồng quay ổn định. Chỉ cần chờ thời vận là có thể bứt phá ngoạn mục. Thế mới nói, trong vòng 2 năm tới, cuộc đời của người sinh năm 1994 có thể bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Vốn sẵn tính ham kiếm tiền, lại dám nghĩ, dám làm. Những ý tưởng táo bạo có thể mang lại cho họ những thành tựu bất ngờ. Sự hỗ trợ của bạn bè và người thân sẽ tạo ra động lực để con giáp này nỗ lực bền bỉ cho tương lai thăng quan, phát tài. Nỗ lực của ngày hôm nay phản ánh tương lai của ngày mai, đặc biệt là trong 2 năm tới. Các bạn sinh năm 1994 đã và đang đặt một chân vào sự thành công đáng mong đợi của mình. Tiếp tục kiên trì, dẫu có vấp ngã cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.